Hiện tại đang là 16:30 ngày 14 tháng 7 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trên màn hình hiện tại là một chiếc sập ngũ phúc bằng chất liệu gỗ vụn. Chiếc sập này thì có kích thước là 1m8 x 2m2. Sập đã có chủ nhân là bà Nhị tại thị trấn Yên Lập, vào sáng nay thì bà đã ký duyệt rồi. Bây giờ tôi sẽ quay lại một video để gửi lại cho bà cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng xem chi tiết hơn về chiếc sập này. Sập thì có phần tiền thì được đục chạm chám, gọi là ngũ phúc chám. Phần giữa là có ba chú rơi cắt chữ thọ, cài những bông hoa mai xen kẽ vào rất là đẹp và sinh động. Những phần triện này thì là vô cùng khỏe khắn, có ba chú rơi ở giữa và hai chú rơi ở đầu chân ấy, thì là năm con rơi, hay còn gọi là, chúng ta còn gọi là ngũ phúc, gọi là sập ngũ phúc. Thì ý nghĩa về ngũ phúc và tại sao thì tôi có thể giới thiệu qua đến cho quý vị khán giả biết. Thì trong tiếng Hán thì chữ phúc thì có nghĩa là con rơi đồng âm với nhau, vì vậy người ta tin rằng thì rơi sẽ đem lại trường thịnh và thành công. Trong số những biểu tượng may mắn ở thêu trong thêu trên long bào của các vị hoàng đế ngày xưa thì là thường có rơi đỏ được thêu rất là nhiều, xuất hiện cùng với những hình ảnh như là mây nước ở trên long bào rất là nhiều. Chân sập là kích thước là 23 cm. Bây giờ tôi sẽ đi lướt một vòng quanh chiếc sập để quý vị có thể xem một chút. Đây là phần ván mặt. Ván mặt của chiếc sập này là ván mặt hai lá, ván mặt hai lá và hai phần cưa, ván mặt hai phần cưa. Đây là phần phía một bên đốc của chiếc sập đây. Đây là phần đục chạm ở dạ trước. Đây quý vị có thấy những phần vân gỗ ở cổ gần rất đẹp nhé. Ba chú rơi này được đục chạm rất là sinh động. Những cái bông hoa này. Hai chú rơi đầu chân và chú rơi giữa thì gọi là năm con rơi đồng phúc. Có một góc máy khác đây. Quý vị có nhu cầu mà muốn sở hữu những chiếc sập ngũ phúc như này thì có thể liên hệ với cơ sở sản xuất Đồ Gỗ Tùng Tám tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Chúng tôi có số điện thoại là 0987 510 86, website là đồgỗtùngtám.com. Đây thông tin là tôi đang để trên đường này. Video tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất của chúng tôi. Bên phía ngoài là những người thợ đang hoàn thiện những bộ ghế trường kỷ. Cái vụ đây. Cái xăng này nữa. Làm sâu xong nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những clip khác.